Xin chào các bạn và chào mừng đã trở lại với Phết Chuyện, mình là Samurai. Và Avengers Endgame có một cảnh vô cùng đặc biệt, đó là Peter Parker bảo vệ chiếc găng tay vô cực, và bên cạnh đó là một loạt các chị em siêu anh hùng phụ nữ đã đứng dậy và bảo vệ cậu bé. Và đây là lần xuất hiện đầu tiên của A-Force. Thế A-Force là ai? Họ làm được những cái gì? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Hôm nay sẽ là nguồn gốc, sức mạnh và những gì, những câu chuyện đầu tiên về A-Force. Nhưng mà để tìm hiểu về A-Force, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về Battle World và sự kiện Secret Wars năm 2015. Đầu tiên là sự sụp đổ của đa vũ trụ. Các vũ trụ khác nhau va vào nhau và tự hủy. Sự việc này xảy ra theo chuỗi dây chuyền và khiến các anh hùng phải tìm cách tự cứu lấy mình trước sự diệt vong của vạn vật. Trong khi các anh hùng từ vũ trụ chính, vũ trụ số 616 và vũ trụ Ultimates hay là 1610 đã thoát chết nhờ trốn trong tàu cứu hộ đặc biệt, thì vũ trụ đã bị hủy diệt. Dr. Doom đã tái sinh tất cả bằng quyền năng mới có và ghép các mảnh của đa vũ trụ lại, tạo ra Battle World. Từ đây, Secret Wars 2015 xảy ra. Cấu trúc của Battle World rất đặc biệt. Mặt trời thế giới này được làm bởi Johnny Storm. Bầu trời không có sao. Mặt trăng thì được làm bởi đầu của một Celestial. Và trong những thế giới chắp vá có ba nơi vô cùng thú vị: một nơi toàn zombie, một nơi toàn robot và một nơi toàn quái vật đến từ Negative Zone. Ngăn cách giữa các thế giới là bức tường được làm bởi Ben Grimm có tên là Shield. Và ở Battle World có một luật: không ai được phép xâm phạm bức tường đó. Từ đây chúng ta đến với A-Force, một đội siêu anh hùng của Arcadia, một mảnh ghép của Battle World. Đây là một vườn địa đàng nằm giữa hành tinh đầy khổ đau. Và như mọi mảnh ghép khác, ở đây có một bá tước cai quản tất cả, và cô chính là She-Hulk. She-Hulk hay Jennifer Walters là em họ của Bruce Banner, một hợp thể hoàn hảo giữa quyền năng và trí óc. Cô là một người chính trực, có tinh thần lãnh đạo và được cả đội A-Force kính trọng. Ngoài She-Hulk, A-Force còn có nữ hoàng của các Inhumans là Medusa. Quý cô có bộ tóc mạnh mẽ độc nhất vô nhị. Tiếp đến là Captain Marvel, Carol Danvers, một siêu chiến binh có nửa dòng máu Kree, một nửa dòng máu người với sức mạnh của lỗ trắng quyền năng. Tiếp đến là cô phù thủy nhỏ Nico Minoru, đứa con của phù thủy hắc ám. Ngoài ra chúng ta còn có America Chavez hay Miss America, quý cô quyền năng đến từ vũ trụ khác. Dazzler, một đột biến có sức mạnh của hào quang và âm nhạc. Và cuối cùng là chị Loki, thân lừa lọc của Asgard. Nhưng sự yên bình không kéo dài được bao lâu khi Miss America vì muốn bảo vệ người dân trên đảo khỏi con cá mập khổng lồ đã vô tình nhấc bổng nó lên, quăng qua bức tường ngăn cách và ném nó vào vùng đất của zombie. Nhưng với đạo luật không được phép xâm phạm bức tường, America Chavez đã phải chịu hình phạt từ đấng chúa trời là Doom và bị kết án sống trong ngục của Shield đến hết đời. Mặc dù She-Hulk đã cố gắng thuyết phục Doom để ân xá cho cô nàng America Chavez nhưng lại không thể. Cả đội đã có một mất mát lớn mà khó có thể bù đắp. Người buồn nhất có lẽ là Nicole, vì Miss America là bạn thân, đồng thời cũng là chị em thân thiết của cô. Vào buổi tối, khi cô phù thủy nhỏ đang ngồi một mình gần ngọn hải đăng Bishop để nhớ tới người chị em của mình, thì có một luồng sáng vụt qua mắt của Nicole. Khi luồng sáng đó đáp xuống mặt đất, chúng ta được thấy một cô gái với thân thể được bọc bởi những ngôi sao. Nicole đem cô bé về nhà mình, nhưng lạ thay, cô bé đó không hề hé răng nói một lời nào, nhưng hai người lại vô cùng thân thiết. Sau đó, cô phù thủy nhỏ cùng Loki đưa cô bạn lấp lánh kia tới trụ sở của A-Force để giới thiệu với mọi người trong nhóm. Nhưng chưa kịp giới thiệu gì nhiều, mái tóc hờ hững của Medusa đã chạm vào cô bé với mong muốn làm cho cô nàng lấp lánh phải cất giọng lên. Sự chào đón của nữ hoàng Inhumans không những làm cho cô nàng kia không hốt lên câu nào, mà còn trái lại làm cho cô giật mình và sợ hãi. Đột nhiên, một cánh cổng mở ra phía trên đầu họ. Từ bên trên, một Sentinel to lớn xuất hiện và tấn công các nữ anh hùng của chúng ta. Sau khi giành được chiến thắng trước tên khổng lồ kia, Medusa buộc tội cô bé vì cánh cổng kia và cho rằng chính cô là kẻ đem đại họa lên hòn đảo xinh đẹp này. Để tìm hiểu nguyên nhân cho sự hỗn loạn trên Arcadia, She-Hulk tự mình nhảy qua cánh cổng mà tên Sentinel dùng để tới đây. Và cánh cổng đó đã dẫn cô tới nơi trú ngụ của rất nhiều Sentinels khác, và đây là nơi mọi thứ đổ nát và bị phá hủy nặng nề. Sau khi chống lại được 3 Sentinels, cô bị một nhóm 3 Thor tấn công vì đã phạm luật rời khỏi lãnh địa của mình. Nhận thấy điều bất ổn, Jennifer chống trả quyết liệt để quay trở lại Arcadia với 3 Thor truy đuổi theo sau cô. Sau đó, cô nàng khổng lồ xanh kết luận rằng ma thuật kết nối với cánh cổng kia đến từ vùng đất cô cai quản. Có nghĩa là một trong số những người đồng đội của cô là kẻ phản bội và cũng là kẻ chịu trách nhiệm cho việc America Chavez bị trục xuất. Trở lại Arcadia, Jennifer nói với chị em của mình rằng cánh cổng dẫn tới sự hỗn loạn cho thành phố được mở ra bởi một thứ ma thuật xuất phát từ Arcadia. Hơn nữa, khi cô trở về đây thông qua cánh cổng dẫn lũ Sentinels tới đây, Jen đã nhìn thấy cầu vồng ở phía bên trong đó. Nói đến những người sử dụng ma thuật màu sắc lòe loẹt này không ai khác ngoài các Asgardians. Nhưng mà trong A-Force làm gì có ai là Thor đâu. Nhưng chúng ta có một kẻ khác, một kẻ ham mê quyền lực, mưu mô tính toán hơn bất cứ ai trên hành tinh này. Không ai khác chính là thần lửa Loki. Sau hàng loạt sự kiện xảy ra trong thành phố Arcadia xinh đẹp, các Thor tuyên bố A-Force đã vi phạm luật pháp tối cao của đấng chúa trời.
khen ngợi Loki vì lòng trung thành của ả đối với Doom và tuyên bố Loki sẽ là bá tước tiếp theo của Arcadia. Sau khi Loki đang hả hê với quyền lực mới của mình, ả nhận ra bầu trời Battleworld làm gì có sao, nhưng trước mặt ả lại là cả một bầu trời đầy sao. Và đó cũng chính là lúc mà A-Force xuất hiện đánh cho Loki ra bã. Đội Thor sau đó nhận ra sự phản bội của Loki rồi quyết định bắt ả. Thần Lừa hiểu rằng ả không còn cách nào để giành lại quyền cai trị Arcadia nữa, đã dùng cái miệng xinh đẹp thổi một phát cực mạnh để đục một vết nứt khổng lồ trên bức tường The Shield, và lũ zombie từ đây đã òa vào Arcadia. Hòn đảo xinh đẹp này đang bị lũ zombie tấn công. Cả A-Force biết mình nên làm gì, họ phải bảo vệ mái nhà thân yêu một lần và mãi mãi. Họ hô to khẩu hiệu A-Force Assemble. Và khi Arcadia gặp nguy, toàn bộ A-Force đã trả lời, nhưng họ không phải là những người duy nhất bảo vệ nơi đây. Sau lưng họ là hàng tá các nữ anh hùng khác, tất cả đều sẵn lòng chiến đấu. Nhưng mọi việc có vẻ không thuận lợi lắm vì chúng quá đông. Trong lúc chiến đấu, Nicole đã bị tấn công bởi một con cá mập khổng lồ. May mắn thay, cô bé được cô nàng lấp lánh cứu trong tích tắc. Cô nàng đầy sao đó thì thầm với Nicole với tên thật của mình, và cô tên là Singularity. Rồi sau đó, để cứu Arcadia khỏi cơn đại họa, Singularity đã cuốn cả binh đoàn sát sống lên không trung, dùng sức mạnh của mình khiến cho chúng nổ tung, đem lại sự yên bình vốn có cho hòn đảo đẹp này. Đồng thời, cô cũng biến mất khỏi Arcadia, không trở lại nữa. Nhưng thực tế, Singularity không hề biến mất hay là chết đi, thay vào đó, cô chỉ đang ngủ thiếp đi giữa các vì sao mà thôi. Sau khi Battleworld sụp đổ, đa vũ trụ đã được tái thiết lập và những mảnh ghép từ vũ trụ cũ đã được đưa tới vũ trụ mới. Và đây là thời kỳ hoàn toàn mới của vũ trụ Marvel, là All New, All Different Marvel. Như mọi người khác trong đa vũ trụ mới, không một ai trong A-Force nhớ về những ngày từng sát cánh bên nhau ở Arcadia. Nhưng có một thành viên không bị ảnh hưởng bởi cơn càn quét ký ức, và cô đang nằm ở các vì sao. Một ngày nọ, cô nàng lấp lánh Singularity bất chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Trong tiềm thức của cô vẫn giữ được những ký ức năm xưa khi còn sống trên Arcadia. Đồng thời, cô nàng cũng tự nhận thức được rằng thế giới hiện tại mình vừa tỉnh dậy là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, hoàn toàn mới mẻ và khác với thế giới trước đây. Trong hành trình đi tìm lại những thứ thân thuộc từ ký ức của mình, Singularity tìm thấy Carol Danvers, hiện đang là chỉ huy trên trạm vũ trụ Alpha Flight. Mặc dù vui mừng khi tìm thấy người bạn cũ, nhưng buồn thay, Carol không hề nhận ra cô. Cùng lúc đó, ngoài vũ trụ, hố vật chất mà Alpha Flight đã vô hiệu hóa đang tái tạo và trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Dần dần, nó hình thành một kẻ thù to lớn, đáng sợ, đối nghịch hoàn toàn với Singularity. Đó chính là Antimatter, một kẻ được tạo ra để phản vật chất trong vũ trụ. Biết được mối nguy hiểm đã tới gần, cô nàng lấp lánh khởi động tàu cứu nạn trên trạm không gian để thoát khỏi Antimatter, đồng thời tìm những đồng đội cũ của cô dưới trái đất nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Tại đây, cô gặp lại người chị em của mình là She-Hulk, Medusa, Dazzler, và đặc biệt là người bạn thân nhất của cô là Nico Minoru. Để rồi tất cả bọn họ cùng Captain Marvel đã tập hợp lại đông đủ để đánh bại được tên quái vật khổng lồ kia. A-Force lần nữa tái hợp sau sự sụp đổ của Battleworld. Và để chống lại những mối đe dọa to lớn của vũ trụ, hội chị em lại một lần nữa gắn bó, đoàn kết với nhau. Và cùng với nhau, họ là A-Force, biệt đội nữ siêu anh hùng mà bất cứ ai cũng phải dè chừng. Nhưng rồi bình yên cũng không tồn tại lâu khi nội chiến thứ hai xảy ra. Sau nội chiến 2, She-Hulk bị trọng thương khi đối đầu với Thanos và rơi vào cơn hôn mê. Carol Danvers nói với Nico rằng Ulysses, một Inhuman có khả năng phỏng đoán tương lai, đã cho cô biết về việc Nico có thể giết chết một người phụ nữ có tên là Alice. Không chấp nhận việc bị bắt vì tội ác mình chưa tạo ra, với bản năng của một Runaway, Nico đã trốn tới căn cứ an toàn tại Arroway, Colorado. Nhưng cô không biết rằng thị trấn này đang bị tấn công bởi một đàn bọ khổng lồ, và từ đây cô gặp phải Elsa Bloodborne, một thợ săn quái vật. Elsa cho Nico biết rằng cuộc tấn công được tạo ra bởi một căn bệnh khiến dân trong thị trấn biến thành bọ khổng lồ. Rồi sau đó đưa cô đến gặp Janine, mẹ của Alice, người đã mất tích trong cuộc hỗn loạn. Trong lúc đó, Captain Marvel và Medusa đang truy tìm Nico Minoru trước khi Dazzler và Singularity, hai người không đồng tình với phán quyết của họ, xuất hiện trước. Và họ đã tìm thấy cô và Bloodstone ngay trước khi Dazzler và Singularity đến. Sau một cuộc đối đầu ngắn ngủi, hội chị em đồng ý chia ra thành hai nhóm. Một nhóm đi tìm Alice, nhóm còn lại ở đây bảo vệ người dân. Trong cuộc tìm kiếm Alice tại một khu mỏ bỏ hoang, Carol, Nico và Bloodstone bị tấn công bởi một con bọ khổng lồ. Sau đó, nó đã lây nhiễm cho Carol Danvers và Bloodstone, biến họ trở thành những kẻ khát máu giống mình. Nhưng tới đây, Nico Minoru biết rằng con bọ chính là Alice và cô đã vô tình lây nhiễm dịch bệnh cho người dân trong thị trấn sau khi biến hình. Alice nói với Minoru rằng cách duy nhất để cản lại đó là giết cô, nhưng Minoru đã từ chối làm việc này. Đến thời điểm này, Captain Marvel, Elsa và Dazzler đã bị nhiễm bệnh. Sau khi Dazzler lây nhiễm cho Medusa, cô nàng phù thủy xứ mặt trời mọc đã thực hiện một câu thần chú biến Alice trở thành người, nhưng điều đó không chữa trị được cho những người còn lại.
Alice giải thích rằng cô phải bị giết để những người còn lại được trở về như cũ. Mặc dù không muốn, nhưng nàng phù thủy đã phải miễn cưỡng sử dụng ma thuật của mình để tiêu diệt Alice. Tất cả mọi người trở lại bình thường, tưởng chừng Alice đã chết, nhưng sau đó cô nàng vẫn sống, lột xác và trở thành một người hoàn toàn mới. Alice nói với Aphos rằng mình không còn là mối đe dọa nữa vì giờ đây cô đã thực sự kiểm soát được sức mạnh của mình. Sau khi cuộc hỗn loạn đã kết thúc, Kara Danvers và Nico vẫn dỗi nhau, nhưng họ vẫn đồng ý đến thăm She-Hope, hiện giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Và vừa rồi là A-Force, nguồn gốc và sức mạnh và những câu chuyện đầu tiên về họ. Mặc dù là một trong những đầu truyện hay nhất mà Marvel tung ra trong những năm gần đây, nhưng A-Force đã bị ngừng sản xuất. Nhưng với sự xuất hiện của A-Force trên màn ảnh lớn, đặc biệt là cảnh của Peter Parker mình nói ở đầu clip, chúng ta hoàn toàn có căn cứ để tin rằng A-Force sẽ trở lại trong thời gian tới và lợi hại hơn gấp nhiều lần. Ok, vừa rồi là tất cả những gì chúng mình có thể chia sẻ với các bạn về A-Force. Các bạn thích video này, hãy bấm nút like. Còn nếu thích chúng mình thì hãy bấm subscribe cho Phê Chuyện và đừng quên nút chuông thông báo để không bỏ lỡ clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Samurai và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.